bắt đầu đi thắng. Chào em, hôm nay lần đầu tiên em gặp em và xin tặng em bó hoa này. Hy vọng là em sẽ mãi luôn vui vẻ tươi trẻ như cái bó hoa như ngày hôm nay. Anh, em cũng có quà tặng anh. Em làm cái khung hình này là chỗ để ảnh vợ. Nhưng mà cái khung hình đó, em biết anh chưa có vợ nên em để đại cái hình của em vô á. Rồi nếu mà anh có thích á thì anh để luôn cũng được, không sao hết trơn á. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, thiệt dễ thương. Tôi chịu quá, đàn gái ghê luôn á nha. Duyên dáng dễ sợ luôn. Trời, ghi chữ chỗ để ảnh vợ luôn. Thắng của đại cổ đông luôn. Dạ. Được đó thắng. Dạ. Cơ hội đó thôi, hai đứa nói chuyện đi, tôi coi cái hình coi đi. Bây để giờ mình nói cảm nhận về nhau đi. Em nói gì đi em? Anh nói chứ đi. Thời gian rảnh em thường làm cái gì? Dạ rảnh là em hay ngủ. Tại vì công việc của em nó nhiều lắm, em hay bị thiếu ngủ cho nên rảnh là em ngủ mà. Em có thích đi xem phim hay là đi du lịch hay là dạ có. Dạ cái nào em cũng thích hết. Anh thích là em thích à? Thích đi ăn chè không em? Chè dạ, anh. Đúng rồi. Dạ ít lắm, em thích ăn uống trà sữa. Uống trà dạ. Sữa. Ngồi mình đi ha. Trà sữa. Ở mấy cái uống gì được. Ok em hôm nay. Cái này anh không thể biến mùa đông thành mùa hè, nhưng anh có thể dẫn em đi ăn chè suốt 4 mùa trong năm. Rồi còn tiền, em có bài hát gì để tặng không? Dạ có. Em hát thì cũng được chứ không có hay, cho nên anh chịu khó nghe. Rồi. Dạ em xin hát bài Ai Da Ai Da. Đứng lên tiền, đứng lên, hát cho dễ thương. Một ngày thật vui xôn xao, một chuyện tình đây đây sao. Thật xa được bao nhiêu lâu ngày anh và em quen biết nhau. Và bây giờ nghe trong tai một câu người yêu khẽ nói. Nói đi anh. Nói liền thắng, trời anh yêu em. I love you, I love you. Đó, ok. Ây da, ây da, ây gió, ây gió. Nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ây da, ây da, ây gió, ây gió. Đánh đo chỉ đến sau này, cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Dạ, em xin hát ạ. Cảm ơn em. Em hát hay nè. Cô dâu duyên dáng gì đâu. Duyên dễ sợ luôn á, thiệt. Cứ về là ngồi cười cả ngày. Sáng tới chiều luôn á. Dạ. Bây giờ nha, hai bạn chúng ta nhìn nhau, nói một câu thực sự từ tận đáy lòng của mình về nhau. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Dạ, anh muốn nói với em một câu này. Trên bầu trời có 1000 vì sao sáng, nhưng chỉ có duy nhất một vầng trăng. Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi là vầng trăng duy nhất trong lòng anh. Dạ. Trời ơi, cái cặp này ta nói thính nó bay. Thính nó đâu mà bay lung tung, bay lung tung là bay lung tung. Tiền. Dạ. Câu duyên dáng nè. Bấm đi chị, khỏi chị bấm. Bấm luôn hả? Dạ bấm. Cặp này thôi khỏi, tự nó làm gì làm đi Thư ơi. Em đếm 2, 3 là hai mình bấm nha. Ok luôn. 1, 2, 3. Yeah. Ôi ơi. Rất là. Nắm tay luôn. Dễ thương hết. Làm như là trời sinh ra tụi nó để yêu nhau vậy mà. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. Diễn tài rồi ha. Hung nụ hung đầu tiên đi ha. Trước khi mà xin phép bác cho con được hôn em thì con cũng muốn vài lời với em, là nói với em là anh không phải Xuân Diệu nhưng cũng biết làm thơ, mượn gió xin gửi nhờ nụ hôn dành tặng em. Trời đất dạ, ơi. Xin phép bác cho con hôn. Anh Linh ơi. Ngày mai dọn cơm anh ơi. Đúng anh rồi. Không phải nấu cơm mà người nấu cơm là em. Anh chỉ biết ăn cơm. Ăn cơm rồi em dọn. Tức là trước khi làm gì cũng đọc một bài thơ. Làm cái gì cũng đọc thơ hết trơn. Hai đứa là gọi là trai tài gái sắc. Dễ thương lắm. Anh rất thích cặp đôi này. Và hy vọng tụi em sớm tìm hiểu nhau để có thể hai bên đi đến gặp gỡ nhau nha. Những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng hai đứa. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, nệm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng.
Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, về ra mắt hai họ đi. Rồi, hai đứa dẫn nhau đi ăn chè với uống trà sữa nè. Dạ, đi anh.